cháu nè các bạn. Cháu mình cháu sống bị nhiễm nấm ghê luôn, làm cho cái cây nó không phát triển nổi luôn. Nãy cái cây kia kìa, cái kia nó ăn trắng rễ luôn. Bởi vì cái cháu này thực tế là phải qua xử lý mới được, nhưng mà mình không biết cách xử lý như thế nào nên là đâm ra nó dở. Củ nó không phát triển luôn. Ở đây là nó bị móc trắng hết luôn. Mấy móc trắng này nó bám vô rễ á, là cái rễ nó tiêu luôn. Sợ ghê đó. Sợ ghê luôn á. Mọi người có cách khi mà cháu sống này về thì mình xử lý như thế nào á, có ai biết không? Có ai biết điều này không? Mình đem về mình trồng luôn nên nó bị quá trời thứ chuyện trên đời. Cái cây nó nhìn nó đang ngắt à, sao mình ngu với trời. Giờ phải đổi cái cát này, cát xây dựng. Cái này là mấy cái sỏi mà người ta sàn ra để người ta lấy cái cát người ta tô ra. Còn hả? Chồng kiểu này sẽ rất là hốc. Kệ đi, tại nó đang bị bệnh. Bệnh nó trơn luôn, lá đứng đọt mà không thấy ra là biết. Mấy cháu này nó không thoát được nên nó bị ẩm nhiều quá. Bởi vì cái chú kia nói là đúng. Ông nói mày tưới nước sao mà nó chảy ra hết là được. Mình tưới vô nó còn giữ lại nên cái cây nó không phát triển nổi. Nhiều cây bị quá. Mày bị thì mình cứ nghĩ cháu là thần thánh. Ai ngờ đâu nó khiến cho mình đủ thứ chuyện hết. Nó cài đi từ từ. Xử lý đất trồng mà không tốt là cây nó đâu phát triển đâu. Ai tìm cách thay mấy cái kia mới được.